Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Piano là môn học được rất nhiều người ưa thích, không chỉ mang những giờ học vui nhộn, giàu tính giải trí, đồng thời giúp bạn nâng cao tư duy và khả năng sáng tạo. Hôm nay mọi người hãy theo chân Tim đem KS1 Bluetooth đến với lớp học nhạc tại Tân Bình. Bắt đầu video thôi, trời đã sập tối, Tim đã có mặt tại trường với mong muốn nhanh chóng đem đến cho học sinh những buổi học nhạc đầy bổ ích. Dù đã đến giờ tan ca nhưng các bạn nhân viên vẫn hăng hái lên đường. Trước mặt các bạn chính là lớp nhạc đang đi nhiều nhưng nhờ trọng lượng nhẹ chỉ 39 kg nên khiêng đàn vào không gặp khó khăn. Dù chỉ với 2 người, cả 3 cây piano điện đều được đem vào. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp Tim. Cả 3 cây đàn KS1 Bluetooth cùng với quà tặng vô cùng chất lượng đều được nhân viên cẩn thận từng bước mang vào thang máy từ sảnh đem lên lớp nhạc. Đây là cảnh bên trong lớp nhạc đang được để ngay ngắn với sự hướng dẫn của cô. Đội ngũ rinh từng cây KS1 Bluetooth lên lầu để mang vào lớp. Bên trong tấm kính, các bạn có thể thấy những cây đàn từ từ được khiêng vào với sự niềm nở trên mặt nhân viên. Tim rất hăng say và không mệt mỏi vì cầu thang trên lầu hơi nhỏ nên đội ngũ đã chủ động mang từng bộ phận trong thùng của đàn lên phòng trước khi tiến hành lắp ráp. Với giai đoạn này, anh em đã quá quen thuộc nên mình sẽ chia sẻ nhanh về phụ kiện bên trong thùng KS1 Bluetooth. Piano điện đi 3 cây lần này có 2 màu theo sự lựa chọn của lớp học, đó là trắng và đen. Với KS1 Bluetooth, các bộ phận trong thùng vẫn giống nhau, gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Cùng quà tặng là ghế piano cao cấp. Lớp học còn trang bị thêm 3 tay phone chơi nhạc hiện đại và 3 jack chuyển đổi. Bắt đầu lắp đàn nhé. Đầu tiên là piano KS1 Bluetooth đen. Vì cấu tạo đơn giản và gọn nhẹ nên các bạn rất dễ dàng lắp ráp mà không cần đến sự giúp đỡ của nhiều người. Bên cạnh đó, để đảm bảo vẻ thẩm mỹ của đàn, đội ngũ đã rất cẩn thận trong từng thao tác, vô cùng tỉ mỉ để cây đàn khi lắp xong vẫn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Đến cây piano KS1 Bluetooth trắng thôi nào, đàn được bạn nhân viên chậm đưa từng con ốc vào đúng vị trí trước khi lắp. Tiến hành lắp đàn thôi, hai chân đàn sẽ được lắp cố định với pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sau đàn, cuối cùng lắp thân đàn cẩn thận vào chân đàn. Và đó cũng là các bước cơ bản để các bạn ở xa có thể tự động lắp đàn. Đàn đã được hoàn thiện, mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp đến từ cây piano này nhé. KS1 Bluetooth có xứng đáng với số tiền 12 triệu. Tìm hiểu với mình nha. 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Nhiều chức năng phổ biến trên piano nhà Kirkman như metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông, đa dạng cổng kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth, giúp tiết kiệm diện tích giấy cáp phải dùng khi chơi đàn. Khi mua KS1 Bluetooth, Minh Phụng Music sẽ đem đến bạn chế độ bảo hành nhiều quyền lợi hoàn hảo với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Bộ 3 siêu phẩm tô điểm cho lớp học đã hoàn tất. Bóc siêu từng cây với cô nào. Với cây piano KS1 Bluetooth đen, đầu tiên là siêu đàn rồi tới siêu phím. Phím đàn được bọc để đảm bảo phím luôn trong tình trạng tốt nhất, tới KS1 Bluetooth trắng thôi. Nhìn mê quá các bạn ơi. Từng phím đàn cũng sẽ được bọc siêu vô cùng tỉ mỉ. Anh em cùng cô thử đàn nhé. Khi muốn có được một nhạc cụ chơi piano chất lượng, khách hàng hãy đến ngay Minh Phụng Music để được đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và giúp bạn tìm ra cây đàn phù hợp nhất với chất lượng hàng đầu. Buổi giao đàn đến lớp nhạc đã hoàn tất. Tim rất vui vì được đồng hành cùng trung tâm trên hành trình ươm mầm tài năng âm nhạc cho các bạn nhỏ. Bây giờ cũng trễ rồi, tụi mình lên đường về nhà. Mời anh em cùng ngắm nhìn đường phố tấp nập nhộn nhịp về đêm của Sài Gòn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.